kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghị quyết lại quả cho thanh tra chính phủ Một tiền lệ tham nhũng, chồng tham nhũng Nhắc tới cơ quan thanh tra các cấp, các ngành tại Việt Nam Người Việt Nam sẽ liên tưởng đến công nói rằng Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì Cứ có phong bì thì nó thanh kiều Câu ca vừa kể có hàm ý Các đoàn thanh tra lớn nhỏ, tất tần tật đều có thói quen vòi vĩnh hay tống tiền một cách hợp pháp mang danh của nhà nước cơ quan bị thanh tra thì cứ đưa phòng bỉ và đón tiếp thật là thịnh soạn là các cuộc thanh tra đều sẽ thành công tốt đẹp cho cả đôi bên cơ quan thanh tra cũng như cơ quan tổ chức bị thanh tra nó đã thành một tiền lệ như vậy tại nhà nước tham nhũng ở việt nam thanh tra cái gì khi mà kết quả thanh tra ai cũng biết trước để rồi các sai phạm quyết điểm sẽ được ghi trong kết luận thanh tra là có những sai sót không đáng kể, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục vân vân. Nói tóm lại, công tác thanh tra của các vị cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thanh tra chính phủ được trích tới 30% số tiền thu hồi qua thanh tra. Theo tờ báo Thanh niên của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố vào ngày 16 tháng 8 năm 2023 tiếp tục phiên họp lần thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu đã tiến hành cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về việc quy định cho phép các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách của nhà nước. Đại diện của thanh tra chính phủ đề xuất được trích cứng tới 30% số tiền thu hồi được qua thanh tra trên tổng số tiền đã nộp vào ngân sách của nhà nước. Cụ thể, đối với số tiền nộp đến 100 tỷ đồng mỗi năm, được trích thêm 20% với số nộp từ trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng mỗi năm, được trích thêm 10%. Với số tiền nộp từ trên 200 tỷ đồng mỗi năm. Theo quy định đó, các khoản tiền được trích theo đề xuất của thanh tra chính phủ sẽ bao gồm các thứ như sau. Bao gồm các khoản tiền thuộc ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt, sử dụng không đúng quy định của nhà nước hoặc bị thất thoát do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra đã được thu hồi vào ngân sách của nhà nước các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế phí lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đã nộp vào ngân sách nhà nước các khoản chi ngân sách của nhà nước sai chế độ đã nộp lại vào ngân sách của nhà nước dư luận lập tức phản ứng số đông ý kiến của dân chúng cho thấy rằng những đề xuất của thanh tra chính phủ là không cần thiết, thiếu hậu quả và quan trọng nhất là không chống được tham nhũng. Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong báo cáo tại phiên họp Vẫn theo báo tờ báo thanh niên, trong báo cáo được Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 16 tháng 8 năm 2023 cho biết Giai đoạn 2018 cho đến 2022, các cơ quan thanh tra đã được trích hơn 1.900 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12% trên tổng số tiền thu hồi đã nộp vào ngân sách của nhà nước. Và nay với mức trích cứng là 30% như đề xuất, nếu thực hiện theo chính sách mới đề xuất thì kinh phí hàng năm trích cho các cơ quan thanh tra ước tính sẽ tăng thêm 45 tỷ đồng nữa. Có nghĩa là ngân sách nhà nước mất thêm hàng chục tỷ đồng. Đó là lý do vì sao dư luận không đồng tình và thấy rằng việc trích tiền thu hồi như thế là quá vô lý vì thứ nhất, thanh tra là công vụ, là trách nhiệm đương nhiên mà ngành thanh tra phải làm theo quy định. Chứ thanh tra không phải với mục đích để tăng thu nhập, để có tiền đem về chia nhau. Thứ hai, đây là những khoản tiền cần thu hồi để nộp về cho ngân sách nhà nước theo trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện. Nay thanh tra chính phủ lại kể công, coi đây là một thứ doanh thu của bộ máy quản lý. Điều này sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu cho việc quản lý nhà nước. Nghị quyết có không chống được thất thu ngân sách không chống được tham nhũng đó là chưa kể đến việc sẽ có rất nhiều nguy hiểm xảy ra khi cơ quan thanh tra chỉ biết chạy theo doanh thu để mà hưởng lợi nhuận và các đơn vị bị thanh tra sẽ rất khốn khổ trong việc đối phó bởi có thể xuất hiện tình trạng các đơn vị thanh tra có thể không cần căn cứ vào luật pháp và các quy định quản lý mà chỉ chăm chăm bới lông tìm vết nhằm tăng khoản thu hồi ngân sách để mà hưởng lợi toàn cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một chuyên gia kinh tế, tài chính, ngân hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đã nói với tờ Thời báo .d với đề nghị ẩn danh như sau. Nghị quyết đó là điều không hợp lý. Tất cả các khoản tiền mà thanh tra chính phủ thu hồi được từ tham nhũng phải nộp vào ngân sách của quốc gia. Chia chác phần trăm số tiền đó là điều không đúng, bởi các cơ quan thanh tra họ thực thi công vụ và công vụ đó đã được nhà nước trả lương cho rồi. Nếu thực hiện theo dự thảo nghị quyết trên thì các cơ quan thanh tra sẽ biến thành các đơn vị kinh doanh trên công việc của chính họ được hợp pháp hóa bằng nghị quyết của Quốc hội chuẩn thuận và hậu quả sẽ là công tác thanh tra sẽ không đúng thực chất, không công tâm và như thế hoạt động thanh tra không còn là hoạt động của một nhà nước mà là cách làm việc của các băng đảng mafia tình trạng như thế sẽ đẻ ra tiền đệ là tham nhũng, chồng tham nhũng rất nguy hiểm. Theo đánh giá của giới chuyên gia ở Việt Nam, với tình trạng tham nhũng tràn lan, mất kiểm soát như hiện nay, con số thất thoát tài sản, tiền bạc của ngân sách có thể lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Chỉ trong vụ án chuyến bay giải cứu và ký xét nghiệm Việt Á, ước trình có khoảng 8 ngàn tỷ đồng. Quan trọng là nếu thanh tra thu hồi được, sao không tính để mà trả lại cho nạn nhân mà lại tính chuyện trích phần trăm để mà đem về chia nhau. Nếu thực sự là một nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì chắc chắn tư duy lãnh đạo thanh tra chính phủ sẽ không bao giờ tồn tại chuyện chia chác. Chỉ cần nghĩ moi ngân sách để chia nhau như thế cũng đã nhục nhã lắm rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bạn Thời báo chúng đê với bản tin Nghị quyết lại quả cho thanh tra chính phủ, một hình thức tham nhũng chồng tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao quy hoạch nhân sự cấp cao, tổng trọng thường chọn các quan chức đã nhúng chạm? Sau vụ án chuyến bay giải cứu và chuẩn bị cho phiên tòa xét xử đại án Việt Á, đã có quá nhiều động thái cho thấy Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tìm mọi cách để mà giảm nhẹ tội cho các quan chức phạm tội. Cũng bởi lý do công tác nhân sự của Tổng bí thư có vấn đề nên mới được nửa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 đã rơi dụng hàng loạt do tham nhũng. Đó là các cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh điều đáng tiếc cho bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nếu công tác quy hoạch nhân sự cho đại hội lần thứ 13 người đứng đầu tiểu ban nhân sự của đại hội lóng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp xếp nhân sự theo đúng quy định nghiêm ngặt và triệt đề của các quy định về công tác tổ chức quy hoạch nhân sự cao cấp thì cũng chẳng có chuyện ngày hôm nay ông cựu bộ trưởng Long đang phải đối diện với mức án tử hình tuy nhiên có lẽ chỉ là án trung thân vì kết luận điều tra của Bộ Công an đã liệt kê những công trạng thành tích trước rồi. Cương quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương những người có biểu hiện tham nhũng. Theo báo tuổi trẻ vào ngày 14 tháng 5 năm 2020, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh rằng cương quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương Đảng những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liều, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, vân vân. Vậy mà có những thông tin từ giới thạo tin đã nói với tờ Thể báo.d chấm với điều kiện ẩn danh, khẳng định ông Nguyễn Thanh Long do có các biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng. Nên ông này đã hai lần bị gạt khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng vì bất tín nhiệm. Cụ thể, lần thứ nhất tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016, ngành y tế được phép đề cử hai ứng viên tham gia ban chấp hành Trung ương Đảng, đó là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Thành Long. Kết quả cả hai vị đều không trúng ứng cử ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và ngành y tế là ngành duy nhất không có ủy viên Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ 12. Rồi sau đó trong cuộc chạy đua vào ghế Thứ trưởng Bộ Y tế giữa Trương Quốc Cường và Nguyễn Thành Long, ông Long đã thất thủ. Để rồi vào năm 2018, Nguyễn Thành Long được ưu ái đưa về bổ nhiệm chức Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Danh sách các ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 Dẫn vụ việc liên quan đến việc lựa chọn nhân sự là Bộ trưởng Nguyễn Thành Long cũng tương tự như quy trình lựa chọn bố trí nhân sự Bộ Chính trị để thấy rằng Theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2006, cơ quan Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định rõ bộ chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng đại biểu toàn quốc thực hiện của ban chấp hành trung ương quyết định những vấn đề về chủ trương chính sách tổ chức cán bộ quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban chấp hành trung ương đảng báo cáo công việc yêu cầu của ban chấp hành trung ương những vấn đề cấp bách đột xuất thuộc trách nhiệm của ban chấp hành trung ương nhưng chưa kịp họp thì ban tập thể bộ chính trị bàn bạc quyết định và báo cáo lại Ban chấp hành Trung ương ở kỳ họp gần nhất. Các thành viên trong Bộ Chính trị do Ban chấp hành Trung ương bầu ra, Bộ Chính trị gồm các ủy viên chính thức. Trong lĩnh vực nhân sự, Bộ Chính trị có quyền quyết định thay giới thiệu nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, không kể các chức danh do Ban chấp hành Trung ương hay Ban bí thư quyết định theo phần cấp. Và một quyết định rất quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Đó là nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩa là tránh tình trạng lãnh đạo tối cao, độc đoán, độc tài bởi quyền lực sẽ được san sẻ cho các cá nhân và tổ chức khác của Đảng. Đối chiếu với những điều kể trên thì sẽ thấy kỳ từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12-13 danh sách cơ cấu của các ủy viên Bộ Chính trị thường có một vài lãnh đạo từng là ủy viên Bộ Chính trị hay các lãnh đạo khác đã từng nhúng chàm xong vẫn được cơ cấu tiếp. Đại hội lần thứ 12 có các ủy viên bộ chính trị như ông Đinh là Thằng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải. Còn đại hội lần thứ 13 thì có ông Trần Tuấn Anh, Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng là bí thư Hà Nội, thậm chí có cả Phạm Minh Chính là thủ tướng chính phủ. Ủy viên bộ chính trị Đinh Tiến Dũng, bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội một câu hỏi đặt ra là tại sao ông tổng bí thư nguyễn phú trọng với tư cách là trưởng tiểu ban nhân sự lại có lối cơ cấu vừa bừa vừa ẩu đến như vậy phải chăng tổng trọng không nắm được các thông tin sai phạm của các cá nhân vừa kể trên xin khẳng định tổng bí thư không những biết mà thậm chí còn biết rất rõ hơn ai hết song do nắm được các tử huyệt của tất cả các ủy viên bộ chính trị nói riêng và các nhân sự lãnh đạo các cấp nói chung nên ông Tổng Bí Thư có toàn quyền khống chế và buộc họ phải thực hiện các yêu cầu của Tổng Bí Thư ở mọi vấn đề. Đặc biệt khi cần thông qua các nghị quyết của Bộ Chính trị theo nguyên tắc lấy số đồng thì ý muốn của Tổng Bí Thư luôn được đa số các ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ. Vì các ủy viên Bộ Chính trị đã nhúng chàm thì làm sao dám biểu quyết ngược. Đó là lý do nhân sự các khóa lãnh đạo gần đây, thỉnh thoảng lại có tin ủy viên Bộ Chính trị A sắp bị xử ít lâu sau lại có tin đồn ủy viên bộ chính trị B sắp liền thớt vân vân. Nhưng hầu hết chẳng thấy xử lý gì. Ủy viên bộ chính trị Đinh Tiến Dũng, bí thư Hà Nội là một dẫn chứng rõ nhất. Quan chức thông qua các trợ lý của mình, trước mỗi mùa nhân sự cũng kiếm được một mớ tiền khá khá. Một là chạy tội cũ để không bị xử lý, hai là thừa thắng sốc tới để chạy cơ cấu tiếp với chức vụ cao hơn trong kỳ đại hội sắp tới nhưng đổi lại các vị trí đó luôn sống trong nơm nớp, sợ sợ hãi và thực hiện mọi yêu cầu của ông Tổng Bí Thư vì đã bị nắm thóp. Đó là lý do vì sao quy hoạch nhân sự cấp cao, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thường chọn các quan chức đã nhúng chạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Vì sao quy hoạch nhân sự cấp cao, tổng trọng thường chọn các quan chức đã nhúng chạm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.